Xin chào anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại xã Ia Rung, huyện Ia Grai của tỉnh Gia Lai. Ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu với tất cả anh chị một cái lô cà phê có tổng diện tích là 6 hectare. Lô đất ngày hôm nay em giới thiệu thì có chiều dài mặt tiền đường nhựa là 250m nha anh chị. Từ vị trí của em đứng tới cái ngôi nhà xa xa mà phía anh chị đang quan sát đấy ạ. Từ vị trí của lô đất chạy ra trung tâm của huyện Ia Grai thì khoảng 8 cây số. Từ vị trí này chạy ra thành phố Pleiku thì khoảng 28 cây số anh chị. Lô đất em đang giới thiệu thì cách trung tâm trường chợ thì khoảng trên dưới 2 cây số ạ. Toàn bộ phần diện tích của lô đất thì được gia chủ trồng 5.500 cây cà phê 6 năm tuổi. Cái giống cà phê mà gia chủ trồng là giống TR4 nha anh chị. Huyện Ia Grai là một trong những cái huyện có cái truyền thống trồng cà phê lâu đời tại tỉnh Gia Lai. Thổ nhưỡng cũng giống như là khí hậu ở nơi đây thì nó rất là ưu ái cho cái cây cà phê. Cây cà phê trồng ở huyện Ia Grai thì cho năng suất và chất lượng rất là ok anh chị. Với số lượng là 5.500 cây trong vườn thì năm ngoái gia chủ có thu được 75 tấn tươi anh chị. Theo lời gia chủ thì năm nay năng suất vườn sẽ cao hơn, dự thu trong năm nay thì khoảng 90 tấn tươi ạ. Ở đây thì gia chủ sử dụng cái nguồn nước tưới là giếng đào và sử dụng điện 3 pha nha anh chị. Trên lô đất thì có sẵn một cái ngôi nhà cấp 4 ở tạm anh chị. Ở đằng sau thì cũng có một cái khu chuồng trại để chăn nuôi ạ. Với cái phần diện tích thì tương đối lớn, giao thông thì rất là thuận tiện, nên là cái lô đất này rất xứng đáng để anh chị cân nhắc đầu tư đi ạ. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm, cảm giác lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình, có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868021102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.